Chơi, chơi, chơi đi, chơi, chơi, chơi. Một con này. Bây giờ chúng ta lên 6. Lên 6 thì chơi 1, 2, 3, 4. Đến có Pogba lên 7. Heto, Bellerin. Một trong những kèo hậu vệ phải cực kỳ ngon của mùa GR. Rồi, mua rồi đúng không? Saul này, rồi đẹp rồi. Nếu như mà Laurent Blanc là hàng đập thì mình sẽ bỏ qua Pele, đập thẳng Laurent Blanc với lại Paul Pogba thôi. Con này thực ra nó cũng chỉ là vừa đập vừa mồi thôi mà. Phôi 100 thôi mà. Mình cứ coi nó là hàng mồi thôi. Phát cái gì, người ta đang đập công tâm lắm đấy, dồn tâm huyết lắm đấy. Anh Quang là lúc nào gọi là anh Quang phá, toàn anh Quang tâm huyết. Về 3. Phải đến kèo chính thôi anh em. Phải đến kèo chính rồi. Mình không nên đập sâu quá. Đây là một trong những con hàng gọi là rất chướng tai gai mắt của Batman. Không kẹp con gì cả. Nói chung là cái kèo này đến đây là phải đập rồi. Mình không dám mồi thêm. Thường chỉ nó lên mồi một con thôi. Xong con này đến kèo 8 là chuẩn rồi. 2546. Rồi, thôi thì ngày trước anh không đập lên cho em nhiều nên là anh chỉ hy vọng lần này lên thôi. Còn cái lượt mồi như thế là anh nghĩ là được rồi. Bây giờ hy vọng nó thành công thôi. Con này là một trong những con rất khó đập đấy. Toti mà. Toti lên 7 hơi bị khoai luôn đấy chứ. Chín năm nhỉ. Chơi. Ui, về 2. Thế là cái lít xịt nó đang là 6 rồi. Dây xịt đang là 6 rồi. Bây giờ đến kèo 8. Tôi nghĩ là nó lên. Đúng rồi, có ông nói rất là chuẩn rồi. Tôi chỉ muốn lên cho nó dừng mẹ rồi. Tôi đéo bao giờ đập những cái kèo này ấy. Tôi không bao giờ tôi muốn đến những cái kèo cuối cùng. Kèo cuối cùng tôi rất là ngán. Và đập những cái kèo đấy nó thề nó đau đầu lắm. Mình chỉ hy vọng là những cái kèo này nó lên thôi. Thì nó nhẹ cái đầu và mình gáy nó còn to. Nhẹ nhàng. Chơi. Tơ linh này thì 5 nhịp. 1 2 3 4 5 nhịp cho ra em Sterling. Từ từ đã, đi lấy nước, bình tĩnh. A few moments later. Lúc bắt đầu này bắt đầu căng rồi đấy. Thằng em này hình như mình chưa bao giờ mình đập cho nó một con khủng nó luôn cơ. Toàn xịt, nếu hiểu sao đen đấy. Lâu lắm rồi không vào nó, chẳng em lại vào phát lại toang ngay. Các ông bỏ cái giấc mơ nhảy 10 đi. Tôi cũng gọi là hy vọng đã được như thế, nhưng mà tôi cũng chỉ kẹp vào thôi các ông ạ. Gọi là thực ra trong cuộc sống thì chỉ cần có một chút, một tí, một tia hy vọng thôi thì chúng ta cũng nên bắt lấy. Biết đâu bất ngờ ra. Việt Nam mình đã ai làm được đâu, đúng không? Chơi. Phải mẹ 7 đi cho ta giảm phát nữa. À về 8 lại đi. Much later. Đấy. 8 nhịp cho ba lô. Một kèo siêu to khổng lồ, một kèo cực kỳ chất lượng. Chơi đi. Mẹ con này. Cái con này là con mà tôi rất hy vọng nó lên đấy. Tại vì sau con này sẽ đến mấy con kia. Mà chơi mấy con kia thề đau đầu lắm. Đấy, thế này các ông mới biết là thường đến cái con khoảng tầm như con Sane là tôi đã muốn nó lên lắm rồi. Tôi không bao giờ tôi muốn đến những cái con này luôn. Chơi kiểu nó bị căng quá ấy. Fabinho này. Ra Vandai hôm qua vừa có thông tin là nghỉ 6 đến 7 tháng nhỉ. 6 nhịp đi. Về 5 rồi. Thôi, đầu tư nốt phát này đi. cả ba con đều Brazil. Trời! Để 6 kìa. Chán thế. Toàn xịt thế nhở. Đen vãi nổi.